Đây có trái xài siêu độc lạ luôn mà. Trái này là nó bị đột biến gen nè. Hầu như trái nào nó cũng cây xài chứ không có trái nào giống trái nào chứ. Xịp lép rồi. Đây trái này nữa. Đây nữa nè. Hai trái nè. Hai trái này cũng như hai cái cục mà hai cục keo mình xin xăm vậy. Giống hệt luôn. Xài chua thấy cũng thèm luôn. Hồi bữa nay đi câu cá là tối tối nay là lấy muối ra chấm luôn. Buồn buồn cá không ăn là chấm muối luôn á. Nay chuẩn bị chiến cá cha tiếp bạn ơi. Hồ Kia Đức Cần Thơ, Còn Khương Cần Thơ. Hồ này chuyến rồi mình đi cũng hai lần, mấy chuyến trước đi với anh Nam với ngoại, chuyến này hai chồng mình chơi ên nè. Lúc này hai chồng cái lén lén chơi ên cậu hên bạn ơi. Hy vọng là bữa nay có gì đó nha. Sướng sướng đồ. Hai kỳ trước mình lên là bốc số ngay số 2, số 3 không mà hai kỳ liền luôn á. Kỳ này hy vọng đổ xuống đầu dưới, đổi gió rồi coi. Nay chiến cây một mà. Hồ cũng cả này là chơi ngon lành đó mà. Một mặt bao phê luôn, quăng cũng đã lắm. Mấy kỳ trước lên đây kỳ nào cũng có sôi, có cá dữ vậy mà. Hy vọng kỳ này có giải ngày nha bạn. Được nhất ngày đập heo thì ngon luôn. Rồi giờ chuẩn bị họ bốc số ra cận chiến thôi. Rồi kỳ này cuối biên luôn bạn ơi. Mấy kỳ trước là đầu chỏn. Kỳ này xuống tới dưới luôn rồi. 35. Chắc này chuẩn bị xuống cần luôn. Này để ba thử cám nhà làm coi sao. Rồi chuẩn bị xuống cần. Đầu chảnh làm lía lịa vậy các bạn ơi, cá lên tùm lum tùm la luôn. Nói chung là đề ba mấy cây giữa lúc nào cá nó cũng làm trước. Mấy cây biên này chờ mấy tiếng sau cho cá bắt cái chảnh nằm mầm, bắt đầu cá nó giặt về biên. Nữa nè. Gì thả à? Máy 1 hay 2.
Cả lên lưới lệ luôn rồi, quá đã. Đâu.
đây cho nó bất lạnh. Mình cắp cho bà này cái bao này bà đi cá cả. Bà ơi, tôi chặt cái gớt cá bà cũng chết à. Ờ, bà cắp bãi cái bao đi. Thiệt. Thôi là cúng cho đàm đâu á. Tối nay lạnh dữ luôn á. Cá trà đường với nó ơi. Cá trà đường. Lên. Gần hay số ông quà ngồi hay gì á. Số số đài truyền hình Cần Thơ. 10 ký mấy hả? 10 ký. 10 ký đúng.
kia. Ừ. À. Dướng dướng anh thấy không? Đá quá bự ơi. Cá chị nương ơi. Cá lên. Lên lên, cá lên, cá lên, chuẩn bị. Ê, lên. Không chết thì nè con. Chết thì nè con, nước không là con. Chết thiệt luôn. Chết thì nè con. Tới đâu rồi, tới đâu rồi. Còn đang nằm giữa. Qua tới số 33 rồi. Qua trái luôn anh ơi. Ôi, vô tới đây rồi. Rồi nước xong luôn rồi. Thấy à, nóng quá trời nóng rồi mà xé không thấy đó. Vô tới đây giặt dứt mép. Cá bự không, lúc trước mà con 8 kg rồi là dễ ngày 7 kg 8 kg. Cá lên. Vô hang rồi mấy anh ơi. Anh kéo cho nó ra ngoài đi. Được không? Nó đi ra nữa rồi. Ra chưa? Ra rồi, hên quá. Thôi. Con này bự đó. Nó bự nữa ơi. Nó bự á. Đầu tiếng á. Thôi
trời ơi, cá này mà lớn hơn trời. 8kg á. 8kg 5 năm sau. Không phải cái kiệm đâu rồi. Lên luôn đi. Kiệm đâu? Kiệm đâu? Kiệm đây nè. Mẹ cầm câu lên lôi lên. Có kiệm không? Có, có rồi. Gì? Đi đi nghe khách lạnh. Đó hả? Đẹp rốn luôn. Tới rồi, Dạng ơi. Rồi, ba rồi, hốt. Ra là anh ba. Hốt. Chưa. Đó là, đó là. Đó, đó. Đi xuống cái này. Xuống, xuống. Một ký ra. Xuống, xuống. Đỡ thùng mới xuống được rồi. Đỡ thùng mới đi, có cây kia xuống. Đỡ đi, nó không tuột đâu. Rồi, chạy vô rồi. Chạy vô cái ống cống. Chạy vô rồi, anh Dạng ơi. Chạy vô luôn rồi. Thì ra là anh bảy chết mày nè con. Rồi đó đó. Trời ơi cá chó. Cá bự nữa rồi bà đứng lên. Chị. Cá qua dây đó. Cá qua bển đó. Cá này cá chó này rồi. Có hai chiếc kẹp. Rồi xin cá này về nấu canh chua luôn. Rồi xuống cái bên nè, dở lên luôn, dở lên luôn. Dở cá lên luôn. Ừ. Trời dính tịt chứ gì. Móc mà lưỡi móc với nhau mà. Có kìm không, có kìm không? Kìm bên kia. Mà giấu mà nướng, giấu mà nướng đi, kìm mà nướng. Mày hả mày? Bắt về luôn. Gì hả? Còn biết sợ hả? Lên một người nó giống như tôi. Này, sống con cá mà nó không có cái miếng gì cái bộ viên giả. Sáng dậy như chưa ăn cơm luôn trời. Đúng rồi. Tàu bún, tàu hủ tiếu, mấy con gọi cuốn. Dứt cá mày bà đứng ơi. Cá bự rồi. Cá lớn rồi, có hộ rồi. Cá bự đó. Đó, đó. Có hiện tượng cá bự. Cá lớn có hộ nha. Cá qua bển nha. Cá qua dây đó. Dữ lắm rồi. Nhường nhường anh ơi, nhường nhường. Cá qua dây ơi, bật cười đi. Dữ lắm rồi. Anh em dễ ngại chuẩn bị coi cá. Chưa nè. Còn con này mười mấy ký nè. Đâu cái bài này nhất hả? Ừ. 3 ký cáo dư đập. Thank you.
rồi. Rồi kết thúc chương trình bạn ơi. Này được 6 con cá lấy phiếu với lại cũng 5-6 con gì đó, nó không có phiếu, hết quỷ. Này bắt cũng mười mấy con mà cá không có sôi không à. Nói chung bữa nay bắt cũng sẽ nách nhưng mà không có gì hết trơn. Không có gì trong giải ngại chứ. Rồi giờ lên đổ phiếu cá về bạn ơi, kết thúc chương trình. Truyền hình tối nay là hết. Mấy con anh? Có sôi chè gì không? Tú đi chung thì hai sôi. Mười mấy con không có sôi, bị đạp quá. Bữa nãy đầu hồi nãy giờ anh cũng vô hồ không? Có, cá nhỏ không? Dạ. Nãy em nhắn tin thấy không thấy anh trả lời, nói anh quýnh trong này tắm đi ra, không ổn gặp em nữa. Heo lội lên trên chảnh hết rồi. Rồi thôi luôn bánh bạn ơi, hẹn dịp sau cũng chào các bạn nha, gặp lại các bạn những clip sau luôn nha.